Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Chào mừng quý vị đến với bản tin bóng chuyền đầy kịch tính, nơi chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất được cập nhật liên tục về những diễn biến bất ngờ trên sân đấu. Đầu tiên, trong một động thái đầy bất ngờ, câu lạc bộ bóng chuyền Quảng Ninh vừa chiêu mộ thành công một ngoại binh đến từ cường quốc bóng chuyền thế giới. Sự gia nhập của ngôi sao này được dự đoán sẽ làm thay đổi cục diện mùa giải, thổi bùng lên ngọn lửa cạnh tranh ở giải quốc nội. Liệu đây có phải là quân át chủ bài mà Quảng Ninh kỳ vọng để chinh phục những đỉnh cao mới? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ trên sân đấu. Thông tin tiếp theo, cộng đồng bóng chuyền Việt Nam đang vô cùng phấn khích trước thông tin Hoa Khôi bóng chuyền Việt Nam và huyền thoại Ngọc Hoa sẽ chính thức tái xuất. Bất ngờ hơn, cô sẽ trở lại ở câu lạc bộ quản lý của chính ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy. Sự trở lại của Ngọc Hoa hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đậm chất kỹ thuật, giúp câu lạc bộ của Thanh Thúy như gì hổ mọc thêm cánh. Liệu Ngọc Hoa có thể làm nên chuyện một lần nữa, khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ? Và cuối cùng, trong một tiết lộ độc quyền, báo chí Đông Nam Á đã hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến Trần Thị Thanh Thúy, một trong những cái tên sáng giá nhất của bóng chuyền Việt Nam, phải ngồi dự bị tại cường quốc bóng chuyền nước ngoài. Thông tin này đã gây bão dư luận, khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và lo lắng cho tương lai của Thanh Thúy. Liệu đây có phải là một chiến lược mới hay có những lý do nào khác đằng sau quyết định này? Hãy đón xem những cập nhật tiếp theo trên kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, Quảng Ninh chiêu mộ ngoại binh đến từ cường quốc bóng chuyền thế giới. Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẽ tăng cường hai ngoại binh vô cùng chất lượng trong giai đoạn nước rút của giải vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang 2024. Trước đó, ban lãnh đạo đội bóng đã công bố bản hợp đồng đầu tiên với cựu chuyền 2 của đội tuyển quốc gia Thái Lan, Gunlapha Phiampong. Ngoại binh còn lại hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, một tay đập đến từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia nhập đội bóng đất mỏ. Mục tiêu hàng đầu của Quảng Ninh ở mùa giải năm nay là tấm vé trụ hạng. Do đó, ban huấn luyện và các cầu thủ đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho lượt đấu quan trọng sắp tới. Thầy trò huấn luyện viên Narachata Tawawitha là đội có mặt sớm nhất tại Lào Cai, địa điểm tổ chức giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Hầu hết các câu lạc bộ khác đang tập luyện tại các đơn vị địa phương, nhưng do ảnh hưởng của bão số 3, Yari, khiến nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng. Các cầu thủ phải di chuyển lên Lào Cai từ ngày 21 tháng 9, sớm hơn dự kiến nửa tháng. Chia sẻ với báo chí, Libero Lê Thị Yến, thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cho biết đội được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, Thể thao tỉnh Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa về mọi mặt để yên tâm tập luyện. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng đội hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại giải đấu năm nay, cầu thủ này nói thêm. Kết thúc giai đoạn 1, Quảng Ninh mới chỉ có 4 điểm, tạm xếp hạng thứ 7. Các đối thủ của đội bóng đất mỏ ở lượt đấu đầu tiên đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh Chủng Thông Tin và Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đội hình của Quảng Ninh lúc này vẫn được đánh giá có chiều sâu, với sự xuất hiện của hai tuyển thủ quốc gia là chủ công Vi Thị Như Quỳnh và Libero Lê Thị Yến. Ngoài ra, họ còn bổ sung thêm tay đập kỳ cựu Nguyễn Thị Xuân, thay thế cho vị trí của Đoàn Thị Xuân. Thông tin tiếp theo, Hoa Khôi bóng chuyền Việt Nam và huyền thoại Ngọc Hoa chính thức tái xuất ở câu lạc bộ quản lý của Trần Thị Thanh Thúy. Hoa Khôi bóng chuyền Kim Thanh và huyền thoại Ngọc Hoa góp mặt trong danh sách của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An ở chặng 2 giải vô địch quốc gia 2024. Mới đây, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đã công bố danh sách các vận động viên và ban huấn luyện cho chặng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trong danh sách này có sự góp mặt của Hoa Khôi bóng chuyền Đặng Thị Kim Thanh với vai trò vận động viên và huyền thoại Ngọc Hoa trong ban huấn luyện. Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An sẽ chính thức xuất quân vào ngày 18 tháng 10 và có chuyến tập huấn tại Từ Sơn, Bắc Ninh từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Sau chuyến tập huấn, toàn đội sẽ di chuyển đến Lào Cai vào ngày 1 tháng 11 để tham dự chặng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang 2024. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 11 năm 2024, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cho biết. Sau khi tuyên bố giải nghệ vào cuối năm ngoái, Hoa Khôi bóng chuyền Kim Thanh bất ngờ có tên trong danh sách vận động viên của đội bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh góp mặt ở vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2024. Sau đó, Kim Thanh có mặt trong danh sách của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An ở chặng 2 của giải vô địch quốc gia. Đặng Thị Kim Thanh sinh năm 1999, quê ở Long An,
sở hữu chiều cao 1m78. Kim Thanh sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại Long An. Cô đến với lớp năng khiếu bóng chuyền của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ rất sớm. Năm 14 tuổi, Kim Thanh được triệu tập trong màu áo của đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam. Ở SEA Games 2019, Kim Thanh cùng với Trần Thị Thanh Thúy là hai vận động viên chơi hiệu quả nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, qua đó giúp đội nhà giành huy chương bạc. Đặng Thị Kim Thanh còn sở hữu nhan sắc gây thương nhớ. Tại VTV Cup 2018, Kim Thanh được bầu chọn là hoa khôi của giải đấu. Năm 2023, khi mới 24 tuổi, Kim Thanh quyết định ngừng thi đấu chuyên nghiệp để tập trung vào việc học và các kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên một năm sau, Kim Thanh quyết định tái xuất ở tuổi 25. Trong khi đó, Ngọc Hoa là ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng một thời của Việt Nam, cùng thời với thế hệ Bùi Thị Huệ, Hà Thị Hoa, Kim Huệ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Ngọc Hoa gây ấn tượng khi từng giành chức vô địch quốc gia ở cả hai đất nước Việt Nam và Thái Lan. Tháng 5 năm 2023, Ngọc Hoa sinh con đầu lòng với cựu cầu thủ VTV Bình Điền Long An, Lê Thái Bình. Cuối năm ngoái, huyền thoại Ngọc Hoa tái xuất với vai trò trong ban huấn luyện ở câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Và cuối cùng, báo Đông Nam Á tiết lộ thông tin cực quan trọng khiến Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục dự bị ở cường quốc bóng chuyền. The Tribune Sport của Indonesia mới đây đã viết về trường hợp của Trần Thị Thanh Thúy tại câu lạc bộ Kuribo của Thổ Nhĩ Kỳ. Trần Thị Thanh Thúy hiện tại vẫn chưa được ra sân tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. The Tribune Sport đã so sánh Thanh Thúy với ngôi sao Megawati Hangeti Pertiwi đang chơi cho câu lạc bộ Hàn Quốc Daejeon Grasspark. Có một quy định đang cản trở 4T tạo nên lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng chuyền Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại giải bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này trái ngược với Megawati Hangeti. Mặc dù chưa đặt chân đến châu Âu, Megawati Hangeti đang thi đấu ở câu lạc bộ Daejeon Dungkwang Grasspark, đội đang thi đấu tại giải bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Mùa giải 2024 và 2025 sẽ là năm thứ hai mà Megawati gắn bó với Grasspark. Megawati và Grasspark, theo truyền thông địa phương của Hàn Quốc, có cơ hội lớn để giành chức vô địch trong giải đấu mùa giải này, tờ Tribune Sport viết. Trong khi đó, Thanh Thúy rơi vào hoàn cảnh khác. Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam mới khởi đầu sự nghiệp tại châu Âu khi gia nhập Kuribo, câu lạc bộ thi đấu ở một trong những giải bóng chuyền mạnh nhất thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, 4T vẫn chưa có màn ra mắt chính thức tại đây. Lý do Trần Thị Thanh Thúy chưa được ra sân trong trận đấu là vì cô bị cản trở bởi các quy định của giải đấu. Huấn luyện viên Kuribo Mehmet Bedestin không muốn mạo hiểm bằng cách tung ra 4T khi ông có những ngoại binh khác, tờ Tribune Sport viết. Luật của Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ quy định rằng mỗi đội có thể có tối đa 5 cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, trong trận đấu, chỉ được phép đưa tối đa 3 cầu thủ nước ngoài vào sân khi thi đấu. Trong khi đó, Kuribo ở mùa giải 2024-2025 có 4 ngoại binh gồm Anna Larraver, Nga, Margarita Kurilo, Nga, Nasia Dimitrova, Bularia và Thanh Thúy, Việt Nam. Huấn luyện viên Mehmet Bedestin không mạo hiểm thử nghiệm 4T. Trong hai trận đầu tiên, các cầu thủ nước ngoài Anna Larraver, Nga, Margarita Kurilo, Nga và Nasia Dimitrova, Bulgaria được ưu tiên, Inter Tribune Sport nhấn mạnh. Tất cả tay đập này đều ra sân ngay từ đầu và có những đóng góp quan trọng vào thành tích của đội. Ngoài ra, Thanh Thủy cũng phải cạnh tranh với các chủ công Margarita Kurilo hoặc Ace Kurup, tờ báo của Indonesia phân tích. Tờ báo này cho rằng đây là chính là nguyên nhân khiến Thanh Thúy tiếp tục dự bị ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu tiếp theo của câu lạc bộ Kuribo diễn ra vào ngày 19 tháng 10, 22:00 giờ Việt Nam, gặp câu lạc bộ Tớt Hava Ilola. Trận đấu này sẽ được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube của LDBC Thổ Nhĩ Kỳ, TVF Volleyball TV. Đây cũng là cơ hội để Thanh Thúy có trận ra sân đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.